Một người bạn thật sẽ luôn đến giải cứu bạn, nhưng bạn không bao giờ có thể tin tưởng vào bạn giả. Này, im lặng đi, tớ không nghe thấy gì cả. Emily đang có bữa tiệc, nhưng cô ấy bị tụt lại phía sau. Có gì đang cháy? Đồ ăn chưa sẵn sàng, chưa dọn bàn. Cô ấy thậm chí còn chưa trang trí. Ồ, và cô ấy vẫn còn đeo mặt nạ. Và những vị khách sắp đến. Chúc mừng sinh nhật. Ồ, Melissa, bạn gần như đúng giờ đấy. Emily, bạn ổn chứ? Bạn trông không giống cô gái sinh nhật. Mình không có thời gian để làm bất cứ điều gì. Bạn chưa được dọn, mình trông thật tệ. Và những vị khách sắp đến rồi. Vì vậy bạn chuẩn bị sẵn sàng. Và mình sẽ giúp bạn vào bếp. Đây là quà của bạn nè. Đi đi, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Người bạn thật sẽ sắp xếp mọi thứ vào trật tự trong vài phút. Vậy ta có gì ở đây nào? Được chứ? Hoàn hảo, bạn làm nhanh quá đi. Bạn trông thật tuyệt. Hãy để mình ôm bạn nha. Bạn là người bạn thật sự đó Melissa. Thật không may, không phải bạn nào cũng như vậy. Ồ, Sally, xin chào. Mình có vấn đề, mình không có thời gian để chuẩn bị. Trời ơi, điều đó có liên quan gì đến mình? Đi mà, chỉ có bạn mới có thể cứu mình. Được rồi, mình sẽ thử. Vậy ta có gì ở đây nào? Nó trông rất ngon. Nó có lẽ sẽ rất ngon đấy. Tốt, mình đã đúng. Tuyệt vời. Tại sao phải giúp ai đó khi mình có thể ăn? Và đây là chiếc bánh. Không, bạn đang ăn à? Bây giờ mình cũng sẽ thử một món tráng miệng. Ngon lắm. Wow, bữa tiệc thật tuyệt vời. Cảm ơn Sally. Cô ấy bị sao vậy? Nó thậm chí không phải là vấn đề lớn. Cuối cùng đã đến lúc nghỉ ngơi. Điều này thật khó xử. Mình nghĩ anh chàng này không thân thiện lắm. Chúng ta nên làm gì? May mắn thay, Melissa là bậc thầy trong việc xoa dịu các tình huống căng thẳng. Chút bánh cupcake của bạn đây đã đến lúc ăn nhẹ nè. Không ai có thể tức giận khi họ có bánh cupcake vani thơm ngon. Nhưng hãy nhặt sách giáo khoa lên. Được rồi, chúng mình đã làm lành. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ở với người bạn giả? Rất tiếc, điều này thật khó xử. Bạn có bị điên không? Hãy để ý đường của bạn đi. Nhưng Sally không muốn đánh nhau. Emily sẽ làm tất cả công việc cho cô ấy. Và người bạn giả sẽ trốn sau lưng cô. Đây là sự sắp đặt. Xin lỗi, bạn đã xúc phạm mình đấy. Và bạn sẽ hối tiếc. Mình đang nói gì vậy? Hãy sẵn sàng để trả thù. Nhận lấy nó nè. Mình không có ở đây nha. Này Sally, ít nhất hãy giúp mình nhặt sách lên. Emily và Melissa quyết định ăn kiêng. Rau cho bữa trưa. Không có gì khác. Tất nhiên, chúng không ngon bằng burger. Nhưng huyết áp sẽ rất tuyệt vời. Nó đáng giá mà. Người bạn thật sự sẽ chia sẻ tất cả những khó khăn của chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với bạn. Nhưng nếu bạn có một người bạn giả, mọi chuyện sẽ không hoàn toàn như vậy. Chế độ ăn kiêng rau. Bất cứ điều gì. Nó không ngon lắm, nhưng nó tốt cho bạn. Mình đang mong muốn giảm cân mà. Khỏe mạnh là chìa khóa. Và mơ tưởng là tất cả. Ồ, Sally, bạn có món salad khổng lồ. Nó trông giống như chiếc burger. Và mùi giống như burger nè. Có lẽ vị giống burger luôn. Thật không hay khi làm điều này với bạn của bạn. Bạn đã thực hiện thỏa thuận. Ồ, bạn có soda trong bình. Thật là chế độ ăn uống lành mạnh. Có vẻ như Emily không nghi ngờ điều gì. Bạn có muốn quả dưa chuột không? Không không, mình no rồi. Emily tội nghiệp, cô ấy thật ngây thơ. Và bây giờ ta hãy đi đến phòng thể dục. Làm việc cùng nhau là cách thú vị hơn. 1, 2, 1, 2. Cha, nhìn anh chàng ấy kìa. Mình không thể rời mắt khỏi anh ta. Anh ấy rất mạnh mẽ. Những chàng trai khỏe mạnh thích những cô gái khỏe mạnh. Emily muốn nâng tạ. Nó không dễ dàng như cô ấy nghĩ. Melissa giúp đỡ, giữ nó. Nó sắp rơi rồi. Ôi trời, mọi người nâng thế nào? Anh ta đi đâu vậy? Đi theo anh ấy đi. Công đoạn tiếp theo là máy chạy bộ. Melissa sẽ giúp bạn điều khiển. Và cô ấy sẽ lau mặt cho bạn. Chỉ những người bạn thật mới làm điều này. Cuối cùng là vạch đích. Anh ấy lại rời đi kìa, đi nào. Emily, đợi đã. Bạn không có mùi thơm cho lắm, hãy khắc phục điều đó. Bạn nên xõa tóc đi. Và bước cuối cùng, trang điểm của bạn. Được rồi, đi nào, chúc may mắn. Kìa, anh ấy kìa. Tôi sẽ để hai người yên. Xin chào, mình là Emily.
Rất vui được gặp bạn, mình là Martin. Chà, mình nghĩ là thành công rồi. Người bạn giả sẽ làm gì trong tình huống này? Cùng phòng tập, cùng trọng lượng. Wow, nhìn anh chàng đó kìa. Emily, cậu điên à? Anh ấy quá đẹp so với bạn, nhưng mình thì không. Ý mình là cho anh ấy. Hãy bắt đầu tập luyện nào. Emily, đi thôi. Sally, bạn sẽ giúp. Tuyệt, tất nhiên. Thanh này quá nhẹ đối với bạn. Bây giờ thì ổn rồi. Nào, nào, đừng sợ. Không, không, mình sẽ bị nghiền nát. Sally, giúp tôi với. Anh ấy đi rồi, chạy đi. Này, anh đi đâu vậy? Chờ em với. Nhìn kìa, anh ấy đang chạy bộ. Để mình cho. Quá chậm, Emily, bạn cần nó để đi nhanh hơn. Nhanh hơn, nhanh hơn. Đủ rồi, Sally. Không, vẫn chưa đủ nhanh. Không, mình đang rơi. Rất tiếc. Anh ấy đi rồi, đi theo anh ấy. Chờ đã, Emily. Mùi tuyệt vời, tốt rồi. Để mình trang điểm cho bạn một chút. Của bạn đây, bây giờ nó tốt hơn rồi nè. Vài nét cuối cùng. Bạn đẹp lắm luôn. Xin chào, tôi là Emily. Bạn đã thấy mình chưa? Bạn trông giống như Joker. Cô ấy bị sao vậy? Lờ cô ấy đi, cô ấy bối rối. Không, Sally, bạn làm gì vậy? Bất cứ điều gì để làm anh chàng tránh xa bạn. Emily đang đi dạo với em gái. Sally có vẻ không hài lòng về cô bé. Thật là cô bé dễ thương. Cẩn thận, em sẽ làm nghẹt thở cô ấy. Tại sao em kéo má cô ấy nhiều thế? Ô không, bạn đi đâu vậy? Mình ghét sân chơi, mình chỉ muốn ngồi trên chiếc ghế dài. Này, bạn có đang nghe mình nói không? Này, Emily, mình ở ngay đây nè. Bạn có thể đi chơi với đứa trẻ này bao lâu nữa? Có vẻ như Emily cần phải đi. Ô không, bạn sẽ không để cô ấy với mình. Không, mình đã làm gì để xứng đáng với điều này? Tại sao lại là mình? Một chàng trai dễ thương. Mình nghĩ anh ấy đang nhìn mình. Này, anh đẹp trai. Em bé bị ốm. Em ấy sẽ nôn mất. Sally, bạn đi đâu vậy? Đứa trẻ của ai đây? Cô ấy có vẻ bị ốm. Thật kinh tởm. Xin đừng mà. Emily đây, thật tội nghiệp. Trông em hơi nhợt nhạt. Có chuyện gì với em vậy? Em bị ốm à? Vì Sally bắt em phải đu đưa quá. Sally, không không, mình không liên quan gì nha. Điều gì sẽ xảy ra nếu có người bạn thật sự ở đây? Này, thật là cô bé dễ thương. Chị có thể bế em không? Muốn đến sân chơi không? Tất nhiên. Melissa, mình sẽ quay lại ngay. Được rồi, đừng lo. Ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Em bé, em đang ở đâu? Xin chào, muốn ăn kem không? Dành thời gian với trẻ em thật là vui. Emily, mình thích chơi với em có bạn rất nhiều. Hãy đi chơi với em ấy mỗi ngày nha. Cảm ơn bạn, Melissa. Không có gì đâu, những người bạn để làm gì? Đã đến lúc ăn nhẹ. Hãy gọi bánh ngọt yêu thích của chúng mình. Đây là ý tưởng tuyệt vời. Hai cái bánh, làm ơn. Chỉ còn cái ạ. Không sao đâu, chúng mình sẽ chia ra làm đôi. Điều đó thật tuyệt. Họ là những người bạn thật sự. Đây là món tráng miệng ngon nhất từ trước đến nay. Mình hoàn toàn đồng ý. Còn bạn giả thì sao? Bạn muốn gọi bánh ngọt? Không phải là ý kiến tôi. Xin lỗi, chỉ còn cái à. Ý bạn là gì? Đùa mình sao? Chúng mình cần hai, lấy làm tiếc. Mình sẽ lấy nó cho chính mình. Xin lỗi Emily, nhưng bạn đã tăng cân rất nhiều. Bụng của bạn thật là... Và má của bạn thì... Gì? Với những người bạn như thế này, ai cần kẻ thù? Emily, bạn sẽ không tin món này ngon như thế nào đâu. Thật tuyệt. Muốn chia sẻ nó không? Gì? Còn cơ thể bạn thì sao? Nhìn lại chính mình đi. Đây là bữa tiệc tuyệt vời và âm nhạc tuyệt vời nè. Một thức uống dâu tây sẽ hoàn hảo với bầu không khí này. Không, Emily, mình không cố ý. Ghê quá. Cô ấy được bao phủ trong đó. Thật khủng khiếp. Có vẻ như Melissa ở đây để giúp đỡ. Lấy áo khoác của mình. Cảm ơn bạn. Và chiếc bàn này sẽ hoàn toàn phù hợp với mình. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Sally ở đây? Bữa tiệc tuyệt vời. Những ly cocktail ở đâu? Thật là khó xử. Emily, bạn uống hết rồi. Thật đáng xấu hổ. Bạn thật vui nhộn. Mọi người hãy nhìn cô ấy kìa. Bạn đi đâu vậy, Emily? Nhìn kìa, váy cô ấy bị rơi ra. Kẻ thất bại, hôm nay chắc chắn không phải ngày của bạn rồi.
Bạn có thích video của chúng mình về tình bạn thật và giả hay không? Sau đó viết bình luận và cho chúng mình biết nếu bạn có bất kỳ người bạn nào rõ ràng là giả nha. Hãy ủng hộ video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video thú vị trên kênh Trum Trum Celeb nha.